Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công thương 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2021. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn cán bộ Bộ Công Thương đã có hành trình về nguồn và dân hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử của Bộ Công Thương tại Tuyên Quang. Tại lễ dân hương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, 70 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ Kính Yêu, ngành công thương đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Lễ dân hương tại khu di tích Bộ Công Thương là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động toàn ngành đối với các vị tiền bối và nhân dân địa phương. Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn hồng Diên đã trao tặng món quà là 10 máy nông nghiệp và Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng phần quà 50 triệu đồng cho Quỹ khu khuyến học của xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyến về nguồn lần này, Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Tuyên Quang, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hoạt động trồng 1.000 cây xanh tại khu di tích lịch sử Bộ Công Thương và các khu vực khác thuộc tỉnh Tuyên Quang.